Vâng, chào anh em đến với channel của mình nha. Hello. Wow, đây là rồi cái nhận vàng nhiều dữ ta. Đây là nhiệm vụ của mình viết vàng nha anh em. 25 và 240. Tiếp tục thấy vàng nhiều làm cái gì đây? Vàng nhiều để mình chắc mình nghĩ là để nâng cái canh ông nha anh em. Tiếp tục nâng canh ông. Hết với vàng, bữa mua với vàng là lượt nó giảm còn 9 triệu 6 là 20%, bây giờ không còn, còn 12 triệu, nhìn chát quá anh em ơi. Rồi nâng cái nông, rồi tiếp tục 2k up vô thôi, tha hồ mà up. Đây mình làm 3 ạc lần nha anh em. Đây là một ạc của mình, cũng ba đầu game mình mua 3 dí vàng thôi, sau này thôi mình mua một dí vàng cho một cái ạc chưa mát DP chân vinh của mình. Thấy cướp nhìn đã. Tiếp tục. Rồi chuẩn bị úp cái gì nữa, úp quên thôi, nó làm gì nữa đâu. Anh em nào có mua dĩ vàng liên hệ mình nha, Android Super Sale ID cho nó tiện anh em. Anh em ăn bữa giờ lễ, nghỉ lễ sao rồi? Mình lễ ăn ở nhà cũng nhậu thôi, chứ làm gì đâu. Đây mình úp tiếp nước ạc. Ạc đây, tiếp nước ạc đây, mình mua dí vàng nha anh em. Ba ạc ở ba lên khác nhau. Ạc đây mình mới nâng lên cũng được mấy tháng rồi. Trước Tết thôi. Chín triệu sáu giờ úp cái gì? Úp kinh, úp con kinh, mình úp con kinh trước rồi úp con kinh rồi úp con răng qua đền anh em. Anh em coi nhớ like và subscribe share cho ủng hộ kênh mình nha. À mà anh em nhớ kiểm tra cái rạc ri trong đây nha, để vô mình xóa bớt một bình cái đồng hồ của bên này hai. Rồi vô để nhận cái quà ri bên đây ha. Lợi nha, có lâu diễn ra cũng được 10 game anh em. Rồi tiếp tục mình ăn đây. Tiếp tục ơi, giờ mình nâng quân trước anh em. Mình nâng quân trước rồi mình qua ức kinh anh em. Nằm thôi, quân trước muốn gì 3 triệu 2, giờ lên 20% giảm 20% đỡ chịu. Thế lên nhanh lị anh em. Ức đây nhìn chua quá, nhìn đuối quá. Rồi úp con kinh, tiếp tục. Rồi đây úp con kinh xong, mình chuyển ngạc tiếp nha anh em. Rồi mình chuyển qua ngạc lên với anh em của mình nha. Rồi đây nâng, mình nâng gì ta. Rồi nâng cái nông một viên, hai viên, rồi còn 25 cái ly 5V nâng tường anh em. Mình còn có được có mấy cục nữa là mát rồi. Mua một cục 10 cục, 5 cục, 9 cục, 8 cục, còn 8 cục nữa là mát DP. Một DP thì còn 4 cái nông nữa là xong rồi anh em. Đây mình tiếp tục mình mua cái ấy rồi, giờ mình vô mình nâng nha. Nâng cho nó mát luôn. Rồi. Tiếp tục nha, mình qua bên ạc kia nha. Rồi, em đây chuẩn bị mình mua ví vàng nha anh em. Mình mua ví vàng. Mua ví vàng ngắn một lần. Mua ví Momo của mình nha anh em. Momo đợi lâu xử lý. Ấy chưa đủ số dư để mình ra ví Momo mình mua nạp tiền. Với Momo đấy anh em, nạp 2 sĩ
ok. Rồi xong làm cái dương đó, bây giờ tiếp tục qua bên kia mua lại nhà anh em. Mình vô game mua lại. Vô game, rồi, ok, bye. Luôn bắt một lần nhắn. Đấy, anh em, ba là tuyệt vời. Bây giờ, good bye, success. Hey, con.